Mê chơi game, chắc hẳn ai cũng đã từng như vậy. Nhưng mà quan trọng là mê đến cỡ nào, có thể dứt nó ra được không hay là không thể sống thiếu nó. Và những lời tâm sự hôm nay được gửi bởi chị Minh Tuyết, nói về người em trai của chị quá mê game tên là Xuân Cường. Cường ngày xưa rất là ngoan, rất là chăm học luôn và thành tích lúc nào cũng là khá giỏi. Nhưng đến năm lớp 9 thì Cường có tham gia chơi game với những bạn khác. Lúc đầu thì Cường chỉ đi chơi sau khi mà đã làm bài tập về nhà và những ngày cuối tuần thôi. Sau đó thì Cường trở nên ghiền chơi game hơn và nặng nặc đòi mẹ mua cho một dàn máy tính. Tuy nhiên nhà thì không có điều kiện cho nên không thể nào đáp ứng được yêu cầu của Cường. Thế là Cường dành thời gian ra ngoài tiệm net nhiều hơn là ở nhà. Nhiều hôm Cường xin đi học thêm với bạn bè nhưng thực chất là ra ngoài tiệm net và chơi đến 9-10 giờ tối mới về. Đỉnh điểm là cô giáo chủ nhiệm gọi cho ba mẹ của Cường và nói rằng bé Cường đã không đi học hơn một tuần rồi. Gia đình của Cường mới hết hồn, ủa sáng nào cũng chở con mình đến trước cổng trường thấy nó vô trường rồi thì mới đi về mà. Và chiều nào tan học đó thì cũng thấy Cường trước cổng trường rất là bình thường. Và cuối cùng thì cô giáo chủ nhiệm cùng với gia đình cũng đã bắt được quả tang. Sáng trẻ đến trường thì Cường có bước vào trường nhưng mà đợi ba mẹ đi thì Cường bắt đầu lén ra và đi đến tiệm net để chơi. Cường đã nghỉ học hơn một tuần ở trường rồi và có nguy cơ là bị đình chỉ học. Sau khi bị phát hiện sự việc thì ba mẹ la Cường rất là nhiều luôn. Nhưng mà điều đó làm cho Cường không có hết chơi game. Bây giờ thì Cường cứ lầm lầm lì lì và ít nói, không còn hoạt động nhiều giống như lúc trước nữa. Gia đình có cho Cường tham gia một số hoạt động xã hội để giúp cho Cường quay trở lại cuộc sống bình thường, tuy nhiên thì cũng chưa cải thiện được là bao nhiêu. Cũng may là phát hiện kịp thời nên là chưa đến mức là Cường hết tiền chơi game mà có thể sinh ra là ăn cướp ăn trộm. Hy vọng rằng Cường có thể trở lại cuộc sống bình thường sau này.